Xin chào các bạn. Nhà binh pháp nổi tiếng Tôn Tử từng nói rằng: trong chiến tranh, các nhà cầm quân chỉ ra chiến trường khi họ chắc chắn rằng mình sẽ giành được phần thắng. Ông khuyên binh lính của mình nên tiếp cận những tuyến đường mà quân địch không ngờ tới hoặc tấn công vào những điểm không được phòng vệ. Ông cũng cho rằng chiến thuật quân sự giống như nước, nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ trũng. Trong chiến tranh cũng vậy, cách tốt nhất để giành chiến thắng là tránh những điểm mạnh và tấn công vào những điểm yếu của quân thù. Đối với cuộc chiến tranh Ukraine trong thời gian trở lại đây, chúng ta lại càng thấy rõ điều này hơn khi mà quân đội Nga thủ Nam công Bắc, tập trung thủ ở các mặt trận Ukraine phản công ở Zaporizhia, Kherson hay Bakhmut, nhưng lại bất ngờ đẩy quân tấn công ở loạt chiến tuyến Lugan và các quân bài chốt của Nga thì cũng chưa được tung ra. Khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra, Nga bất ngờ tấn công mạnh ở phía bắc chiến tuyến Donetsk và Luhan, tập trung vào Kupiansk, Kremina và Starove, khiến Ukraine rất bị động. Trong khi đó, tại chiến tuyến miền Nam, các lực lượng Nga vẫn phòng thủ chặt ở vùng Nam Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Xét một cách tổng thể, đòn tấn công của quân Nga không phải là ngẫu nhiên, mà là hành động có sự chuẩn bị về lực lượng, hậu cần, phương án tấn công, thậm chí là cả một hướng tấn công mới khiến Ukraine bất ngờ. Đối với bất kỳ hành động quân sự nào, kể cả tấn công hay phòng thủ, việc tạo thế hay chuẩn bị lực lượng luôn có vai trò rất quan trọng. Nếu ở hướng Nam, địa hình bằng phẳng, ít khu định cư, quân đội Nga sẽ xây dựng hệ thống phòng tuyến kiên cố, nhiều lớp khiến Ukraine phản công bất thành. Thì về phía Bắc, với nhiều khu định cư quan trọng tại Donetsk và Luhansk, Nga lại bố trí lực lượng xung kích mạnh mẽ, dựa vào các khu đô thị lớn để tạo trận đồ hoặc Ukraine không thể phản công. Điều này có thể thấy qua cách quân đội Nga bố trí được các lực lượng như sư đoàn xe tăng cận vệ số 4, 8 hay các lữ đoàn đổ bộ đường không số 25, 95. Đây là các đơn vị rất mạnh về khả năng đột kích và tác chiến theo chiều sâu. Cũng chính vì lực lượng mạnh mẽ này, giai đoạn đầu của cuộc phản công, Ukraine không chọn phía Bắc là hướng tấn công chủ lực, mà thay vào đó là Kherson, Zaporizhia và Nam Donetsk. Không chỉ có lực lượng mạnh ở tiền tuyến, Nga còn ém phía sâu các đơn vị xung kích này các lực lượng dự bị cơ động không kém phần mạnh mẽ. Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Ukraine nói rằng Nga đang tập trung hơn 180.000 binh sĩ ở hai mặt trận chủ chốt tại hướng đông, gồm Liman, Kupiansk và Bakhmut. Hơn 180.000 lính Nga đã triển khai tại khu vực Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông phụ trách, trong đó khoảng 120.000 người tập trung tại mặt trận Liman, Kupiansk. Đây là nhóm quân tương đối mạnh. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine Serhii Cherevati cho biết hôm 3 tháng 7. Quan chức Ukraine nói lực lượng Nga tại trục Liman, Kupiansk gồm các đơn vị đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới, cũng như lực lượng quân nhân dự bị và các đại đội xung kích. Ông Cherevati thêm rằng khoảng 50.000 lính Nga cũng đang xuất hiện ở mặt trận Bakhmut. Nếu các khu vực phòng tuyến phía Nam bị giới hạn bởi các con đường hậu cần qua bán đảo Crimea và biển Azov nằm trong khu vực công kích của hỏa lực Ukraine, mặt trận phía Bắc lại có địa lợi là nằm sát các tỉnh biên giới của Nga như Rostov, Belgorod, Krasnodar. Với hệ thống đường sắt và giao thông không bị tàn phá trong giao tranh, các đơn vị Nga có nguồn tiếp cận dồi dào cũng như khả năng luân chuyển lực lượng nhanh chóng và mạnh mẽ. Sau hơn một tháng phản công, hãng tin Lenta dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phản công thất bại là do tướng lĩnh Ukraine đánh giá thấp quân đội Nga, một cường quốc quân sự trên thế giới. Đòn phản công chớp nhoáng đạt được kết quả ngoài mong đợi mùa thu năm 2022 đã khiến cho nhiều chỉ huy Ukraine có hiện tượng kiêu binh. Điều này đã ảnh hưởng tới quá trình lập kế hoạch và đánh giá năng lực tác chiến của Nga khi phản công. Cái giá phải trả là hàng vạn binh sĩ và hàng nghìn phương tiện chiến đấu bị phá hủy ở phòng tuyến Surovikin. Hơn thế nữa, khi phản công diễn ra chậm chạp và không đạt như kỳ vọng, sức ép từ Mỹ và NATO, Ukraine còn rút bớt lực lượng phòng thủ ở phía bắc giáp Belarus và một phần các đơn vị cơ động tại hướng Kupiansk và Artemov, tức Bakhmut, để ném vào cối xay thịt. Đây chính là cơ hội vàng cho Nga. Với hướng tấn công thăm dò đầu tiên ở Kupiansk đạt được thành công lớn, quân đội Nga đã bắt đầu đẩy mạnh tấn công lên toàn tuyến từ Lugan tới Donetsk. Lực lượng Ukraine mỏng và tinh thần xuống thấp do thiệt hại trong phản công không thể chống đỡ lại được các mũi tấn công liên tục của Nga, vốn được chuẩn bị đầy đủ và luôn có sẵn lực lượng tăng cường. Tiếp sau Kupiansk, trên mặt trận Kremensky, Starove và Liman, Nga đều giành được kết quả tích cực và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngoài ra, hành động tấn công của Nga diễn ra vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh NATO khiến Kiev không thể đưa ra lời giải thích về kết quả phản công với các quốc gia đồng minh vốn đã chi hàng chục tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho nước này. Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia quân sự, bài chốt của Nga vẫn chưa được tung ra. Về sự biến Wagner, dù có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan, nhưng điều quan trọng là một lực lượng có thể lên tới 50.000 tay súng thiện chiến, khả năng xung kích mạnh mẽ đã được minh chứng tại chiến trường Bakhmut đã bất ngờ biến mất khỏi mặt trận. Hiện tại, rất khó để xác định Wagner đang ở Belarus hay trong lãnh thổ Nga. Và theo tuyên bố của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin,
lực lượng này sắp quay trở lại chiến đấu vào tháng 8. Một diễn biến đáng chú ý khác là sự hiện diện của nhiều đơn vị Wagner tại tỉnh Belgorod sau hành động tấn công khiêu khích tiến sâu vào vùng lãnh thổ này. Vậy liệu Wagner có thể mở một mặt trận mới từ Belgorod nhằm vào Kharkov? Hay họ có thể đột kích vào Kiev từ lãnh thổ Belarus? Hay lực lượng phòng thủ của Ukraine tại hướng này đã bị rút đi để tăng cường cho mặt trận miền Đông? Với hai hướng giáp công, lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kiev sẽ vướng vào tình huống đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau và khi lực lượng phản công đang bị lún chân tại mặt trận không thể rút lui. Dù thế cục chiến trường cần thời gian và kết quả để định đoạt, nhưng xét về thế và lực hiện tại, Nga vẫn đang ở thế chủ động và nhiều quân bài có khả năng tạo biến số trên chiến trường, khác với sự bị động rõ nét của Ukraine, dù Ukraine là bên phát động tấn công trước. Nhưng thực tế, với lực lượng yếu hơn Nga, họ đang rất loay hoay. Và kết quả của cuộc xung đột có thể được định đoạt trước mùa đông năm 2023, khi cả Nga và Ukraine đều giảm thiểu các hoạt động chiến sự do mùa đông tới. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.